Bún riêu siêu to khổng lồ có giá là 450 cành của quán bún riêu nổi tiếng nhất Sài Gòn. Quán bún riêu gánh này chắc ai cũng biết rồi đúng không nè, quá trời người nổi tiếng cực kỳ thích ăn ở đây luôn. Hôm nay tôi mạnh dạn gọi luôn nguyên cục riêu 450 cành ra ăn thử nha. Cục riêu này là gọi là cục riêu size đại rồi nha mọi người ơi. Tính ra một cái cục riêu này là mắc cấp 7 lần cái tô bún riêu bình thường. Nhưng mà thiệt sự là đắt sắc ra miếng mọi người ơi, cái cục này nó siêu to. Cái nết bà nào như tôi đi ăn bún riêu mà suốt ngày kêu thêm đồ ăn thì vô đây gọi nguyên một cục riêu này ra thôi là đủ rồi nha. Sẵn cái cục riêu thôi là thấy chất lượng liền. Phần riêu cô sẽ được làm từ riêu và cả thịt nữa nha. Nên ăn vào bạn sẽ nghe được mùi thơm và béo của riêu. Dai dai của thịt được kết vào cùng với riêu nữa. Ta nói cắn miếng nào là đã miếng đó, còn riêng ông bụng mỡ sẽ gọi một cái tô bún riêu 55 cành. Hôm nay sẽ có một cục chả, một cục huyết và một miếng riêu nhỏ. Cô chủ quán nó là cái phần riêu trong một cục riêu to là bỏ được tới mười mấy tô bún riêu lận á. Khúc này mới nhát ma người ta này, tự nhiên mới đi ăn bún riêu về rồi đòi hung mọi người ơi. Yêu này là mình phải sử dụng xịt miệng mình mới hung nhau được. Nếu mà các bạn đi ăn các món có mùi như là mắm tôm này với cà rốt của mình là nhất định phải đem theo cái chai xịt miệng này nha. Bị dừa mát lạnh luôn em, cũng như là kem dừa. Mà dòng xịt miệng cái sinh ray này có rất là nhiều vị luôn, như là dưa hấu, kem dừa, táo xanh, có cả vị đào và cả vị mâm xôi. Và ngoài các vị chính ra thì chắc chắn sẽ đi kèm theo là cái vị bạc hà the mát rồi. Một cái chai xịt này là tận được tới 300 lần hôn luôn đó nha. Bà nào mà có cái nết ăn thích đồ ăn có mùi là phải sắm cái chai này liền.